hồi đợt á cũng ra nhiều món ra tranh cãi lắm mọi người. Kiểu lúc đó muốn độn thổ luôn, cái lỗ chui luôn á. Bà cứ thăm thăm khẳng định là trời ơi con bé này làm gì tới mức đó này kia trời ơi. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với channel Góc Nhà Tam nha. Thì ngày hôm nay Tiên ở đây Tiên có chuẩn bị ra một cái món gọi là snack mọi người, snack trộn. Mà không biết là mọi người có còn nhớ cách đây một vài tháng rất là hot trend trên TikTok của mọi người, cái món gọi là snack trộn á. Nay Tiên có thời gian á, Tiên muốn làm thử để ăn thử tại nhà mọi người. Thì ở đây là Tiên dùng cái snack cái này là slay mọi người, slay vị phô mai. Ăn thử miếng coi. Cái bánh khoai tây rất là ngon, đậm mùi phô mai luôn. Lấy trên mạng á thì người ta sẽ dùng mà bánh snack. Ở đây là chuẩn bị một cái tô để trộn mọi người. Có snack nè, xúc xích, trứng cút và xoài. Nó giống như là bánh tráng trộn mọi người ha. Nhưng mà không biết là cái này ăn vô trộn nó có sao không nữa. Tôi sẽ cho một ít snack vào đây nha. Rồi tiếp theo là sẽ cắt xúc xích vô nha. Tiếp theo là tôi sẽ cắt xúc xích vào đây nha. Cái món này bữa giờ nó hot. Hồi đợt tầm tháng mấy á, nó hot rần rần ở trên TikTok luôn. Giờ có dịp thử nè. Đây, tiếp theo tôi sẽ cắt xúc xích vào đây nha. Thật ra cái món này tôi thấy nó hot lâu lắm rồi, ở trên TikTok á. Mà của một cái quán trà sữa cũng drama đó mọi người. Cái quán nó tên là cái gì ta? Như là Yonti hay gì á, đúng không ta? Đúng rồi. Cái quán đó hồi đợt á cũng ra nhiều món ra tranh cãi lắm mọi người. Đợt á nó ra cái món gì mà đậu hũ tím tím á, gọi là đậu hũ gì mọi người ha. Đây. Đậu hũ khoai môn hả hay gì ta? Và nó chịu khó sáng tạo ghê mọi người. Giờ nay thêm cái này là snack trộn. Tiên thì cũng không có thời gian để đi đến tận quán để mà mình có thể ăn được cái này. Thấy ở trên mạng các bạn review á, thấy cách làm cũng đơn giản á. Mình tự về mình thử làm, mua đồ về thử làm coi sao. Đó, trứng cút. Thiệt là mấy cái quán mà Tiên không ăn được nhiều nên là hai trái trứng cút thôi nha. Thì là mấy cái quán nó cũng chịu khó sáng tạo ghê mọi người. Nhưng mà nói chung là cũng có món ăn được, có món không chứ đúng không? Thì Tiên nghe đó. Tới mấy cái món mà nó cũng hơi lạ lạ nè. Snack trộn. Đây cho đây vào đây xoài nha mọi người. Xoài thì nó bào sẵn rồi nè. Xoài. Đó. Trời, thấy giống bánh tráng trộn ghê chưa. Xúc xích. Xong mà nó còn có tóc mỡ nữa cơ mọi người ơi. Tóc mỡ. Nhưng mà ở đây Tiên không có làm tóc mỡ rồi nên là có gì ăn đó nha. Tương ớt, mayonnaise. Cho mayonnaise còn mấy rớt luôn. Mayonnaise trước nha. Sao nó không ra. Rồi trộn lên thử trước coi nào nó ra cái gì không. Đó. Ui trời. Nhẹ nhẹ thôi, không ẻm trơn ẻm rớt hết. Đây nha, trộn đều lên. Rồi sẽ ăn một miếng snack chung với một miếng xoài.
ăn thử cái này mọi người ăn chung tiếng nha. Ê, không có nói tệ mọi người, không có nói tệ mọi người. Không có nói tệ nha. Mới đầu nghe cái món này nghe có vẻ chảy ỉa quá ha, nhưng mà được nha. Nó là ăn chung món này á, có xoài nè. Ăn chung miếng snack, xong rồi kẹp chung với lại một miếng xúc xích, có mayonnaise, tương ớt cái này nè mọi người. Cũng được nha, không có nổi tệ đâu nha. Snack giòn giòn. Đầu tiên chọn cái snack này là cái snack vị phô mai mọi người. Nó có hơi bé béo của cái bột phô mai trong snack á. Xong rồi có dây mayonnaise, cây cây, cái tương ớt, cái xoài chua chua. Cũng được nha, chứ không phải không nổi nha mọi người. Thậm chí cái món này nó hot. Cái này mà xiên xiên làm thêm TikTok mở nữa ha. Ăn cái trái thương cúc. Nói chung là nó cũng bình thường thôi mọi người. Ý là mới đầu tôi nghĩ là cái món này sẽ rất là gớm mọi người. Rất là xin lỗi, đồ ăn không phải là gớm, nhưng mà nó sẽ không có được ngon miệng và nhìn nó sẽ giống như là dễ bị đau bụng á. Nhưng mà khi mà tôi ăn vô á thì thấy cái vị nó hòa quyện nhau cũng được đó mọi người. Nhưng mà nếu mà xét ra thì nó cũng bình thường, nó giống như là mình trộn mấy cái này lại với nhau thôi à. Cũng bình thường chứ không phải là cái gì mà gọi là mình đưa vô miệng mà nó quá bùng nổ mọi người. Nó không giống như vậy. Rất là cũng là cái này cho thêm muối xoài. Cái này là nó cũng không nổi mọi người. Vừa với cái kỳ vọng của Tiên. Nó hơn cái kỳ vọng Tiên, mới đầu Tiên không có kỳ vọng với cái món này lắm. Đó, nhưng mà nếu mà xét ra thì cái món này cũng không có gì đặc sắc. Trộn tía xoài với xúc xích thì kia ăn vui vui miệng mọi người. Cái này là ăn vặt thôi. Ngon mặt. Một bộ đồ vàng chuối để hợp với lại cái mâm snack này. Mắc cười, kể mọi người nghe câu chuyện đi chợ. Không biết ở đây mọi người á, nhất là mấy bạn nữ á mà đi chợ á, mà hồi xưa á hay được mẹ dắt đi mua đồ lót đồ đó, mọi người có trải qua cảm giác mà bị nói chung là nó hơi xí hổ xúc không? Giống như là bị dắt vô chợ mà mọi người biết rồi, mấy cái bà ở trong chợ cái miệng á đâu thua ai đâu, cái miệng đâu vừa vô em mua không mà lúc đó mình kiểu sai gì đồ người kia, mà mình kiểu á là mình con gái mới lớn mà. Lúc mà mẹ dắt mình vô mấy cái quầy đó, mình cũng gán lẹ lẹ cho xong á, thì xấu hổ không, trời ơi, người ta cũng ướm với mọi người biết giữa cái chợ nó là nguyên một cái sạp mở, thì nó ở cái chợ ra như vậy á, thì bay người ta đi quay lại mọi người, xong rồi cũng ướm vô trong người mình nữa mọi người. Kiểu lúc đó muốn độn thổ luôn, cái lỗ chui luôn á. Nhưng mà lúc đó mình cũng không có biết tự đi mua á, nên là mẹ dắt vô rồi xong rồi kiểu sai gì con, xong con thích mặc màu gì, xong rồi đây con ướm vô cho con, ướm trời ơi ướm vô trời. Ngon ngay cả người mua rồi đó, mới sáng nay thôi mắc cười đi vô chợ. Tức là thì cũng bình thường, bây giờ mình với chồng sinh con rồi thì mình cảm giác là những cái chuyện đó thấy nó cũng bình thường á, nó cũng không đến nổi. Mình cũng dần quen rồi mọi người, mình cũng dần quen với cái sự đó rồi. Đó, gặp
giờ tự tin đó mọi người, giờ không có giống như hồi con gái bẽn lẽn đâu đâu, giờ tự tin lắm. Đi vô cái cô bắt đầu lót cũng vẫn như mọi hôm, niềm nở, có mặt xe gì, màu gì, có thích kiểu gì. Xong rồi mình đi vô cái quầy đó, cái cô đó bình thường á là như mọi người biết là nó có cúp A, B, C gì đó, không thay độ lớn rồi xong rồi nó có cái cỡ dây á, ví dụ như là size 32, 34, 36 gì đó, là cái cỡ dây á, dài á, vòng phía sau nè đó. Thì lúc đó là tiên vô mua thì tiên nói là cô lấy cho con cái size dây á, tầm size 36 á. Bả nhìn người mình, bả liếc trên dưới dưới lên trên, trên dưới lên trên đó. Trời ơi con bé này, để cô nó nhỏ này nhìn vậy mà sao size cái dây 36 được. Cái mình mình kiểu đứng hình đó mọi người, đứng hình đó mọi người. Cái size dây đó là, mọi người hiểu không, cái size dây đó là do cái vòng. Mình biết tự bản thân mình biết là mình cũng lép chứ không phải là cái hàng đồ khủng đồ này kia mọi người. Nhưng mà mình hiểu là mình mặc cái size đó mới vừa, mặc size đó mới vừa. Tại vì á, mọi người có hiểu không, cái số dây đó 32, 34, 36 đó, xong rồi nó kèm thêm cái chữ ABC phía sau á là cúp á, để nó không có liên quan với kiểu như là cái dây của mình á, là tại vì mình biết mình lép rồi, rõ ràng không cần phải nhấn mạnh vậy đâu. Nhưng mà kiểu cái vòng á, với vòng cái khung xương của mình, mọi người biết sao, cái khung xương của tiên nó lớn nên là khổ cái là tiên mà mặc cái size dây á mà tầm 32 á, 32 đến 34 á thì cái cúp nó vừa, nó vừa với ngực tiên. Nhưng mà cái dây á thì nó lại bị ngắn mọi người, cái dây nó bị ngắn và khi mà tiên đeo tiên đít vô tiên không thở được mọi người. Tưởng tượng như là mọi người mặc cái đồ chật á mà cái đồ lót ở trong nó làm mà nó chật á, làm sao mà thở được. Bà cứ khăng khăng khẳng định là trời ơi con bé này làm gì tới mức đó này kia, trời ơi mình quê mình cái cô cứ lấy cho con size đó đi. Tại vì á có một lần á người ta nhớ mẹ tiên đi chợ cũng bà đó ở tư vấn thì mình cũng lúc đó mình cũng còn nhỏ mọi người, mình cũng không dám mà có ý kiến á, như là mình thấy hơi cổ nó cũng ấy, mình mặc thử cái mua về cái size 34 á, nó chực nít rồi mọi người, nó không, mình không thở được luôn á mọi người. Tưởng tượng không, mình nít vô nó không thở được, cái vòng này nó không thở được. lần sau đó về sau mình rút kinh nghiệm, không bao giờ mình nghe lời tư vấn của bả nên mình chính mình hiểu cơ thể của mình vừa với cái size đó là mình vô mình cứ lấy, cô lấy size đó thôi, lấy kiểu gì màu gì màu gì cô lấy cho con thôi. Bả cứ khăng khăng khẳng định là mình làm gì tới mức đó, khổ ghê. Mà không biết là cô bán, mà cô không biết là cô có kiến thức là kiểu cái size cái số là như thế nào không đó, chứ đâu phải là cái size cái số đó là nó bự là do cái ngực mình nó bự, cái số nó bự đâu, đâu phải đâu. Cái số là cái vòng ngực, cái vòng chỗ này là mọi người, cái vòng ở đây thôi đó. Còn cái cúp á, cái bự á, mới là cái cúp ABC mới là liên quan tới cái bự. Không biết sao luôn á, cứ bắt mình là lấy cái size 34 mà nhỏ hơn một size á, mà mình nói là cái size đó mình đã từng mua rồi mà mình mặc không vừa. Xong sau đó là nó tới lui, cuối cùng bà cũng lấy cho mình. Chắc làm sao tiên không ra chợ mua quá. Thật sự ra chợ mua cái được cái là nó thoải mái, mọi người có thể lựa với lại tiên cũng không có ngại cái vấn đề mà ướm vô này. Tại vì lúc có chồng có con mình tự nhiên mình hết ngại mọi người. Nhưng mà thật sự là đi mua ở chợ có mấy cái cô bán hàng cô cũng hơi bị cứng đầu mọi người. Mình đó là cái cơ thể của mình là mình biết là mình mặc cái size đó ok, nhưng mà mấy cổ cứ khẳng định là không, con bé nó không tới đâu, nó không tới đâu. Trời ơi thiệt sự luôn. Mà chẳng lẽ giờ cái vấn đề là cái đồ lót nó rất là nhạy cảm, là giờ mình cãi lộn với bả giữa chợ đúng mọi người. Mà cái miệng của mấy bả đâu có vừa đâu, mấy bả phải to la to lên giữa chợ vậy đó cho mọi người nghe đó. Nói mua trên mạng á, mình sợ nó không có đúng ý mình lắm. Kiểu là không biết sao nữa, mắc cười ghê. Kiểu là cái khung xương tiên nó to. Ăn cái cúc nó nhạt. Cái này mà giờ có ly trà sữa nữa ha, nãy không order ly trà sữa.
là quá ok luôn. Quá rồi. Hồi đợt nhớ hình như còn mở thêm tiệm bánh lăng hả? Bánh lăng hay gì vậy mọi người? Cái món mình sáng chế là, cái quán mình sáng chế là cái món này nè. Khoai mỡ nữa, khoai mỡ chiên. Hồi đợt em thấy cái quán này nữa, khoai mỡ chiên phô mai. Wow, nghe nó hấp dẫn quá ha. Khoai mỡ chiên thì biết rồi, lâu rồi. Món này không có xa lạ gì hết, phải mỗi chiên không có xa lạ gì. Ăn nó thờ. Ngoài đó, nó là chế thôi mà khoai mỡ chiên phô mai, nhưng mà nó có cục ấy á. Nó có cái cục phô mai trong vô dữ lắm mọi người. Món này ăn vặt khá là ok luôn, thấy ăn vặt khá ok á. Nhưng mà để nói là cái gì đặc sắc thì không có gì đặc sắc hết. Thì cái video của Tiên đến đây cũng đã kết thúc rồi mọi người. Nếu mọi người yêu thích cái kênh Góc Nhà Tom, xin mọi người đăng ký, like, share và ủng hộ cho Tiên để Tiên có thêm động lực làm thêm nhiều video mới tiếp theo nha mọi người. Hẹn mọi người ở những video clip tiếp theo. Bye bye.